xin chào toàn anh em và chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Và để tiếp tục các video thì video này sẽ chính thức giảm giá cho các bác và anh em một mẫu đẩy mà thật sự trong thời gian vừa qua em bán rất là nhiều. Một mẫu đẩy đến từ hiệu ETC Pro Audio, hàng mới chính hãng và sẽ được bảo hành cho các bác là 1 năm. Với công suất của nó là 1.400W một kênh nhân với cả 4 kênh. Ok chưa? Thì trước vào video nhá, rất là mong muốn anh em nào đang theo dõi video mà chưa like video nhá, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đây một mẫu đẩy không xa lạ gì với các bác đã theo dõi Thế Anh Audio rồi, hoặc là các bác mới theo dõi thì em sẽ giới thiệu lại chi tiết cho các bác, sau đó là sẽ báo cho em một mức giá em có thể nói là cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay. Một mẫu đẩy phiên bản cao cấp ETC KH1400 với công suất là 1.400W một kênh. Và điểm đặc biệt phiên bản này là có màn hình hiển thị. Đấy, phiên bản cao cấp chính vì vậy nó sẽ có màn hình hiển thị và hiển thị những cái gì thì các bác có thể đi gần vào đây một chút nhá. Đây là màn hình hiển thị của những chiếc đẩy ETC KH1400, nó sẽ hiển thị công suất của từng kênh đây, 1, 2, 3, 4 này, tốc độ quạt gió và nhiệt độ của từng vế, xe 1, xe 2 và xe 3, xe 4. Đấy, cũng như là hệ thống đèn vẩy sẽ báo tín hiệu của từng kênh. Anh em cho to lên nó sẽ vẩy. Đấy, công suất nó sẽ tăng. Rất là thật sự em nói rất là cao cấp luôn vì rất là chi tiết cho các bác và anh em. Và mặt trước nó đây, anh em nhìn thấy không? Thiết kế rất là đẹp, hai quay sách hai bên này. Có tai bắt tủ âm thanh cho các bác. Và đi vào phía sau của nó nhá. Phía sau đó là em sẽ giới thiệu nội thất cho các bác. Đây. Hiện tại là em đang test trực tiếp cho các bác nên nó cũng hơi chật một chút, anh em thông cảm nhá. Đây. Đây là phía sau của những chiếc đẩy ETC KH1400. Đấy, có 4 tín hiệu đầu vào này, 1 2 3 4 này. Và dưới là sẽ là 4 đường link. Đấy, 4 đường link và có jack Lutech, có cầu ra loa đầy đủ cho các bác. Đấy, không thiếu một cái gì cả. Các chế độ đánh barrel, sitel và đai. Đấy, đầy đủ cho các bác nhá. Và đi vào nội thất của con đẩy này, không thể bỏ qua nội thất quá đắt khủng của một mẫu đẩy ETC KH1400. Trong thời gian vừa qua em bán rất là nhiều rồi, anh em theo dõi nhớ hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simonai nhá. Các bác chưa like ủng hộ cho bên em Simonai đi ạ. Đây, các bác có thể thấy này. Điểm nổi bật đầu tiên là một cái nguồn đồng size 22 rất là lớn luôn, anh em nhìn thấy rất là lớn. Đấy, size 22 nhá. To nhất của trong những dòng đẩy 4 kênh, các bác có thể nhìn thấy gần như là khít rồi. Đấy, khít vào mạch công suất. Và phiên bản nâng cấp có nâng cấp cho các bác tụ, số lượng tụ cũng như là về thông số. Con này từ 16 tụ nâng cấp lên 24 tụ lọc nguồn cho các bác. Đấy. Riêng dòng tụ này nhá, với số lượng 24 tụ kết hợp với cả một cái biến áp đồng mà size 22 cái này, thật sự anh em nó cung cấp điện áp cho cái mạch công suất này, 4 mạch công suất rất là khỏe luôn. Rất là khỏe luôn cho các bác. Và đi vào mạch công suất thì anh em có thể nhìn thấy. Đây. Nhìn rộng ra một chút nhá. Con này tất cả là sò chạy bằng sò trường LJWK. Đấy, lên đảm bảo cho các bác anh em tiếng cực kỳ là sáng tiếng. Sò trường LJWK rất là sáng tiếng luôn ạ. Và loại này sò to của LJWK anh em nhá. Và tổng cộng số lượng của nó là 80 sò trường LJWK cả bù áp nữa. Lên đánh rất là khỏe luôn, anh em đi. Đây, đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Đấy. 8 2 16 16 x 4 là 64 sò cả bù áp nữa là 80 sò. Đấy, rất là khỏe luôn cho các bác. Với thiết kế mạch thì vẫn là thiết kế những cái dòng mạch mà nó bền bỉ nhất. Đây các bác nhìn thấy nhá, thiết kế CLH đảm bảo cho các bác đánh uy lực này, độ bền bỉ cao và đặc biệt nhá, rất ít khi bị lỗi vặt, rất là sáng tiếng cho các bác luôn. Và phiên bản nâng cấp chính vì vậy là sẽ có các cái dơ le chống chập dây loa. Đây. Các dơ le chống chập dây loa của từng kênh. Đây. Soi rất là kỹ cho các bác. Đấy, thông tin là anh em là xem video là đầy đủ hết thông tin rồi ạ. Đây, các dơ le chống cháy này, kể cả nguồn này cũng có dơ le chống cháy. Đấy, đảm bảo cho các bác là thật sự anh em, phiên bản cao cấp đảm bảo đầu tiên nói đến là tiếng sáng này, uy lực cũng như là về thiết kế mạch như này là rất là bền bỉ và được bảo hành cho anh em là 1 năm. Thì em sẽ để đây em vào test cho các bác nhá. Test trực tiếp cho các bác nghe thử tiếng nhá. Hiện tại đây là em kết nối vào kênh CS1, CS2 của chiếc đẩy này và em sẽ test cho anh em. Mỗi kênh này sẽ đánh là một chiếc loa 30 thì khoảng nửa công suất thôi, rất là khỏe luôn. Và em để ý nhá. Đây là màn hình nó sẽ báo cho anh em công suất của từng kênh cũng như là hệ thống đèn nháy. Đây. Đấy, anh em có thể điều chỉnh cân nữa. Rất là cao cấp luôn anh em nhá. Nửa công suất là rất là khỏe luôn. Đấy, khi là sáng tiếng. Đây, giảm giá cho các bác. Đây, mẫu đẩy này thật sự em, đây là em cam kết các bác rất là chất lượng cũng như là giá cả, em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay cho các bác.
Và đặc biệt nhá, video này em đã nói rồi, giảm giá cho các bác chỉ còn 6.100.000 và bên em sẽ bao ship cho các bác, cộng thêm cho em là 4 dây giáp Calon. 6.100.000 bao ship tặng 4 dây Calon bảo hành 1 năm, nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy, không phải cọc nhá. Bên em là áp dụng không phải cọc, cứ nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Đấy, một mẫu đẩy ETC và phiên bản cao cấp có màn hình đầy đủ cho các bác, công suất là 1.400W kênh. Cho các bác nào làm show sự kiện hoặc dùng gia đình mà giá ngày hôm nay bên em giảm giá còn 6.100.000. Thật sự anh em nó quá là rẻ luôn ạ. Đấy, quá là rẻ, anh em nhanh tay nhá. Số lượng về không có nhiều, chính vì vậy các bác mua hàng nhanh tay nhắn đi số em chốt đẩy KH1400 hoặc chốt đẩy ETC 1400. Nhắc lại nhá, 6.100.000 bao ship này, tặng 4 dây Calon bảo hành 1 năm cho các bác, nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Ok chưa ạ? Anh em theo dõi video nhá, thấy giá tốt, sản phẩm chất lượng, các bác đã mua rồi, rất là mong muốn các bác phản hồi cho em là sản phẩm có ok hay không nhá. Hoặc các bác cho em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều ạ.